thực hành làm những cái bài tập thôi, còn nếu mà không thực hành, không làm bài tập thì không thể giúp được anh chị em ạ. Học lý thuyết thì không trở thành chủ giảng tài năng được, không thể nào trở thành là chuyên gia đào tạo được, không thể trở thành cái người tự tin nói trước đám đông được. Bởi vì khi anh chị em định bỏ cuộc ấy, thì anh chị em hãy nhớ tới cái lý do mình đã bắt đầu. Cho nên ngày hôm nay là ngày chúng ta xác định được cái gì ạ? Cái lý do tại sao chúng ta cần phải bắt đầu cái cuộc hành trình này. Được không ạ? Hãy comment xuống lý do cho anh chị. Lý do mà anh chị em comment xuống càng rõ ràng, càng mạnh mẽ, càng hợp lý thì anh chị em càng học được nhiều điều, càng hút được nhiều kiến thức và càng nhanh chóng thành công. Và quan trọng hơn là anh chị em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Rồi, xin mời anh chị em ạ. Làm chủ là phải đào tạo, chính xác. Cảm ơn lãnh đạo Hoàng Lan. Đấy. Hiến tài bằng hái tiền, đúng rồi. Leader is a teacher. Lãnh đạo là nhà đào tạo, được chưa ạ? Muốn trở thành lãnh đạo bắt buộc phải trở thành nhà đào tạo, không cách nào khác anh chị em ạ. Muốn trở thành người có giá trị, đúng không ạ? Người trao giá trị. Đó. Mình phải có giá trị thì mình mới trao được giá trị, đúng không ạ? Mà muốn trao giá trị thì phải có kỹ năng để mà trao giá trị, chứ không phải là muốn là được đâu. Có rất nhiều người muốn trao giá trị nhưng không biết trao như nào. Thì đây là cái kỹ năng để giúp chúng ta có thể trao nhiều giá trị hơn. Mà anh chị em biết là gì ạ? Chúng ta bán các sản phẩm ấy thì chúng ta mất vốn tiền bán sản phẩm. Nhưng chúng ta bán cái gì ạ? Bán kiến thức, bán cái gì ạ? Bán cái kỹ năng, bán cái chia sẻ của chúng ta thì làm sao ạ? Càng bán càng còn, càng bán càng lãi, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Đào tạo là một cái bộ môn nghệ thuật, bộ môn khoa học rất là đặc biệt. Bởi vì sao ạ? Cứ càng bán thì vẫn còn. Bán mãi kiến thức nó không hết, nó còn gì ạ? Nó còn đầy lên. Anh chị em thấy không ạ? Càng dạy càng được, thế mới hay, không mất mà lại được. Đấy, cho nên đây là cái bộ môn kinh doanh phải nói là siêu lợi nhuận. Anh chị em nào ngày hôm nay mà học mà miễn phí mà sau mà đi đào tạo mà kiếm được tiền ấy, thì anh chị em nhớ rằng là gì ạ? Là mình đã gọi là lợi nhuận nó gọi là siêu siêu cao luôn, đúng không ạ? Rồi gì nữa ạ? Để đào tạo chia sẻ giá trị, ok. Làm lãnh đạo phải giỏi đào tạo, đúng rồi. Ai cũng sẽ là một lãnh đạo nên cần là một người đào tạo được giúp cho người cùng đồng hành. Thì cái này mình không nên nói là ai cũng nha. Tất cả những người nói là ai cũng, tức là mình không gắn mình vào. Ở đây là lý do của mình. Đừng có lý thuyết, đừng có nói ai đó. Đấy, đừng nói là mọi người đều phải làm như vậy. Hãy nói là tôi là lãnh đạo cho nên tôi cần phải học về đào tạo. Ok không anh chị em? Nhá. Đây là một cái đầu tiên anh chị em phải sửa khi mà chúng ta bắt đầu. Có thể anh chị em chưa hiểu, không sao cả. Rồi, để tự tin, đúng rồi, để tôi muốn tự tin. Rồi, tôi muốn chia sẻ giá trị, đúng không ạ? Muốn trở thành người có giá trị, đào tạo chia sẻ giá trị cho những người đồng hành với mình. Đấy, không những là những người đồng hành với mình còn chia sẻ giá trị cho gì ạ? Cho con cái của mình nữa, cho nhiều người khác nữa, không chỉ là những người đồng hành, đúng không ạ? Đào tạo và chia sẻ những gì mình biết cho người khác. Rồi, có thể tự tin chia sẻ giá trị cho mọi người là một khâu quan trọng để vận hành doanh nghiệp, đúng rồi. Muốn nhân bản được thì phải biết đào tạo, chính xác luôn. Hôm trước ấy là Huy có đọc cái bài mà VinBird ấy. Anh chị em biết là hiện nay là VinGroup ấy là họ có xây dựng một cái hệ thống xe buýt. Đấy, nhưng mà xe buýt điện và được người dân rất là ủng hộ. Bởi vì sao? Khi mà mình đi lên xe buýt bình thường ấy là cái người soát vé họ rất là cáu gắt, họ rất là khó chịu. Nhưng mà với xe buýt của VinGroup thì làm sao ạ? Là lên xe được cúi người chào, đấy, xin chào quý khách, đấy, và phục vụ rất là lịch sự, không có kiểu đánh võng rồi là lao ầm rồi là chèn ép xe rồi giật cục đó. Thế thì tại sao những cái người cũng là người soát vé với cái thu nhập cũng không hề cao nhưng mà họ lại làm được cái điều đó? Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái phần đào tạo của VinGroup là rất tốt, đúng không anh chị em? Họ phải đào tạo để cho những cái người nhân viên họ hiểu rằng cái việc mà cúi chào quý khách là rất là quan trọng.
Bởi vì mỗi một người đi xe buýt đấy là gì ạ? Là một khách hàng, và mỗi một người soát vé là một người đại diện cho thương hiệu đấy. Cho nên là gì ạ? Họ làm cho những cái người lái xe buýt cũng như là cái người mà gì ạ? Là soát vé là hiểu rõ điều này, thì chỉ có thể là gì ạ? Thông qua quá trình gì ạ? Quá trình đào tạo, đúng không anh em? Đấy, muốn trở thành người có giá trị thì mình phải trao đi giá trị của mình, đúng rồi. Tự tin giao tiếp và chia sẻ giá trị, rồi khách hàng là quan trọng rồi. Ok, thì đấy là một số lý do để chúng ta bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay. Thì Huy xin chia sẻ một chút cái lý do mà khi mà Huy bắt đầu cái công việc đào tạo của mình. Trước đây thì Huy cũng giống như phần lớn những người mà không tự tin nói trước đám đông. Huy cực kỳ là sợ nói trước đám đông, cực kỳ là kém trong việc nói trước đám đông đó. Thế nhưng mà mình thấy rằng là gì ạ? Để mà mình thành công ấy, thì mình phải trở thành cái người mà có nhiều giá trị. Mà Huy nhìn thấy là cái việc mà trao giá trị nhiều nhất không phải là cái việc là mình cho người ta tiền, tức là mình muốn giúp đỡ người khác ấy. À, thì không phải cái việc mà cho người ta bao tiền, bởi vì cho người ta tiền ấy, đấy là cái hạ sách, được chưa? Khi mà làm từ thiện nó cũng hạ sách, trung sách và thượng sách, được chưa? Cho người ta tiền là hạ sách, cho người ta cái cần câu hay là cho người ta cái cơ hội làm việc, cho cơ hội để kiếm tiền, đấy là trung sách. Nhưng mà gì ạ? Dạy cho người ta cách làm việc, dạy cho người ta cái tư duy tại sao phải thoát nghèo, dạy cho người ta cái cách nghĩ, cách sống, thì đấy là gì ạ? Thượng sách. Mà mình muốn làm từ thiện theo kiểu thượng sách thì mình phải làm sao ạ? Mình phải trở thành người có thể chia sẻ, trở thành người có thể đào tạo. Cho nên mặc dù kỹ năng mình không có, nhưng mình biết đấy là kỹ năng quan trọng để mình có thể giúp được nhiều người. Cho nên là gì ạ? Mình tham gia vào quá trình học tập. Mình học tập, mình rèn luyện, học tập và rèn luyện, mình cống hiến, mình cho đi. Cái quá trình cống hiến chính là cái quá trình rèn luyện của mình, được không ạ? Vì vậy là gì ạ? Chúng ta gì ạ? Muốn giúp đỡ được nhiều người thì bắt buộc chúng ta phải trở thành cái người mà gì ạ? Có khả năng chia sẻ, có khả năng đào tạo, có khả năng lan tỏa đến nhiều người, đúng không ạ? Ok nhé. Thì đấy là cái lý do đầu tiên khi mà Huy gì ạ? Mong muốn trở thành nhà đào tạo. Từ khi mình không biết gì nhá, không biết gì, không có làm một cái video nào trước đấy cả, cho đến khi mà bắt đầu quay những video đầu tiên, bắt đầu chia sẻ những cái kiến thức đầu tiên. Đầu tiên khi mà mình chia sẻ thì đâu có ai nghe đâu anh chị em, đâu có ai ngồi để mà nghe mình đâu. Bởi vì họ dành thời gian họ ngồi họ nghe mình ấy, là họ mất thời gian. Tại sao họ lại nghe mình, đúng không ạ? Đấy, cho nên thời gian đầu là chỉ có quay video thôi, quay video xong tự mình ngắm thôi, tự mình xem thôi, làm gì có ai xem đâu. Đấy, thời gian của họ rất là quý, cho nên là chẳng có ai xem một cái video, một cái chia sẻ của một cái thằng mà rất là ất ơ, chẳng có thương hiệu gì, cũng chẳng nói thì không hay, nói thì ấp áp úng, rồi năng lượng thì kém, rồi rất nhiều thứ đó. Thế thì đấy là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai khiến cho Huy bắt đầu cái công việc gọi là chia sẻ của mình ấy, đó là Huy muốn dạy cho con mình. Không biết anh chị em có muốn giống như Huy không, nhưng mà Huy rất là mong muốn đó là gì ạ? Mình sẽ có kiến thức, mình sẽ có kỹ năng để dạy cho con mình. Bởi vì con Huy thì không biết anh chị em như nào, nhưng mà Huy thì rất là yêu quý con của mình. Huy tin anh chị em cũng vậy, đúng không ạ? Và mình muốn con mình có những cái trải nghiệm tuyệt vời, mình muốn con mình có những cái kiến thức tốt nhất, mình muốn con mình được phát triển để trở thành những cái đứa trẻ thành công, hạnh phúc và có ích cho xã hội, đúng không ạ? Anh chị em có giống Huy không ạ? Nếu mà anh chị em cũng giống Huy thì comment số 5 nếu anh chị em giống Huy. Một số anh chị em có thể chưa có con, nhưng mà nếu mà sau này mình có con thì mình cũng muốn con mình sau này lớn lên cũng sẽ trở thành cái người có ích cho xã hội, trở thành người thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống, đúng không ạ? Và Huy mong muốn cái điều đó, nhưng mà chưa biết làm thế nào. Mình cũng cố gắng làm việc, sau đó để lại cho con mấy cái nhà, để lại cho con mấy tỷ, để cho con mấy cái xe thì làm sao ạ? Thì nó phá cũng hết, đúng không ạ? Nhưng nếu mà cho con những cái kiến thức, cho con những cái trải nghiệm, cho con những cái kỹ năng, cho con những cái tính cách tốt, thì đấy chính là cái thứ mà mình cần phải gì ạ? Cần phải rèn cho con, phải luyện cho con. Mà để luyện cho con thì bắt buộc mình phải luyện trước, đúng không ạ? Mình phải luyện trước, mình phải làm trước. Đấy, cho nên đấy là cái động lực khiến cho Huy bắt đầu cái công việc đào tạo. Giai đoạn đầu thưa anh chị em là gì ạ? Là Huy đào tạo cực kỳ tệ, cực kỳ kém. Và khi mà Huy bắt đầu ý tưởng đào tạo ấy, mà Huy chia sẻ cho một vài người ấy, đặc biệt là vợ Huy ấy, thì làm sao ạ?
bị cười, bị chửi, bị chê, bị gì ạ, bị vùi dập, bị bảo là gì ạ, mày làm sao mà làm được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ, là nếu mà không có động lực đủ lớn ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà gì ạ, vượt qua được những cái rào cản như vậy. Nếu như mà không có một cái động lực đủ lớn thì sẽ không vượt qua được. Bởi vì sao ạ? Mình phải vừa làm việc, vừa kiếm tiền, sau đó lại gì ạ? Lại phải vừa gì ạ? Vừa học tập, vừa gì ạ? Chia sẻ. Mà thời gian đầu chia sẻ, xin thưa anh chị em, làm gì có gì ạ? Làm gì kiếm được tiền đâu. Thời gian đầu có người nghe, ngồi nghe cho mình là tốt lắm rồi. Đúng không ạ? Mình dành thời gian học như này ấy, làm sao ạ? Chồng bảo chứ là gì ạ? Mất thời gian, đúng không? Rồi là gì ạ? Vợ bảo là gì ạ? Rồi là đừng có lý thuyết đi, đừng có ảo đi, đừng có gì ạ? Đừng có bay quá đi. Ảo tưởng vừa thôi, nói còn không biết mà còn đòi đi chia sẻ, đúng không ạ? Thì Huy cũng vậy, Huy phải vượt qua những cái gọi là tâm lý rất là, cảm xúc rất là tồi tệ như vậy. Đó, để làm gì ạ? Để mình bắt đầu cái sự nghiệp này, bắt đầu thay đổi. Và mình cứ làm mãi cho đến khi mà sao ạ? Cho là vợ chán, vợ không chê nữa, không chửi nữa thì thôi, đúng không ạ? Chứ còn trước đây suốt ngày mỗi lần mà đào tạo là rất mệt, thậm chí là phải khóa cửa đấy. Không sao ạ, cứ nói lèo nhèo bên ngoài rất khó chịu đó. Thế thì nếu mà chúng ta có một cái động lực đủ lớn, đấy là cái lý do của Huy thôi. Huy có thể liệt kê ra một loạt những lý do khác nữa, nhưng mà Huy mong muốn anh chị em ngồi lại và gì ạ, ghi xuống những cái lý do mà mình thực sự mong muốn để trở thành một nhà đào tạo, trở thành một người tự tin có thể chia sẻ trước đám đông, trở thành một người có thể tự tin chia sẻ trước gì ạ, trước nhiều người. Đấy, đào tạo để có thể giúp đỡ được nhiều người. Ok không ạ? Ok, sẽ rất nhiều người sẽ giống như bạn Thu Hà, đúng không ạ? Là gì ạ? Là bị phản đối, bị người nhà, người thân của mình phản đối. Thì lúc đó thì Huy vượt qua nó như nào ạ? Huy vượt qua nó như nào thưa anh chị em? Thì Huy biết rằng là mình đang làm đúng. Mình biết cái việc của mình đang làm là đúng. Mình biết là cái việc của mình làm là có giá trị cho gì ạ? Cho tương lai của con cái của mình và cho tương lai của gì ạ? Cho tương lai của mình. Và lúc đó Huy nghĩ là nhỉ, ô thế cuộc sống của mình là do mình quyết định hay do vợ mình quyết định? Huy nghĩ như vậy. Thế mình ngồi mình nghĩ, mình nghĩ chứ bây giờ chẳng may vợ nó bỏ cái hay sao, chẳng may chồng nó bỏ cái hay sao, chết à? Không, chết làm sao được, đúng không anh chị em? Thế là cuộc sống của mình do ai quyết định anh chị em? Cuộc sống của mình do thằng nào quyết định? Trả lời, comment thật nhanh. Cuộc sống của ai, của mình do ai quyết định? Chồng có thể bỏ mà, vợ cũng có thể bỏ mà. Hôm trước gặp thằng James, nó hỏi là sao ở Việt Nam mày ly dị nhiều thế? Thế mình ngồi mình search, hóa ra Việt Nam tỷ lệ ly dị đấy là 40%, gần 40%, của Mỹ là 50%. Thì ra điều này có nghĩa là gì ạ? Là cuộc sống của mình phải do mình quyết định. Mình chỉ cần thấy rằng mình cái điều này mình làm đúng thì làm sao ạ? Triển thôi, không cần phải quan tâm quá nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi nếu mà mình cứ sống để vừa lòng người khác, để chiều lòng vợ mình, chồng mình, con mình, thì đến lúc chính họ sẽ quay lại chửi mình, trách mình vì chính cái điều mà mình làm, mình đã nhịn vì điều đấy, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Mình muốn cho mọi người xung quanh mình hạnh phúc, việc đầu tiên mình phải hạnh phúc. Và để mà hạnh phúc thì mình phải sống thật với con người của mình. Mình thấy đúng thì mình phải làm, mình thấy đúng thì mình phải gì ạ? Mình phải quyết tâm, mình sẵn sàng, mình làm, đúng không ạ? Còn tất nhiên có những cái việc mà mình nhịn được, mình nhường được, mình cứ nhường, mình cứ nhịn, đúng không ạ? Để mà Huy có thể là gì ạ? Có thể ngồi đào tạo đây ấy,
là mình phải nhịn, mình phải nhường rất nhiều. Vợ chửi em sao ạ? Chỉ có nghe thôi. Vợ Huy thì rất thích chửi. Đấy, rất thích mắng, mắng con, chửi chồng như hát hay luôn. Ngày xưa suốt ngày chửi nhau, suốt ngày cãi nhau, suốt ngày quánh nhau. Nhưng bây giờ sao? Thôi nhịn. Mình nhịn thì mình mới làm được cái việc mình muốn. Mình không nhịn thì mình không làm được. Cho nên là gì ạ? Cho nên là mình nhịn để mà mình làm. Vợ nói sao ạ? Nghe. Vợ nói sao? Cười. Vợ nói thì gật. Nhưng mà sao? Mình làm thì cứ làm. Đó. Thì cái đấy là cái đầu tiên để mà anh chị em vượt qua được những cái rào cản trong cuộc sống. Đấy. Không chỉ là ở đây là ví dụ của Huy nhá. Đấy. Chứ không phải là cái mà anh chị em gọi là gắn vào cái cuộc sống của mình. Có nhiều người vợ chồng rất là gọi là hợp nhau rồi lại hỗ trợ nhau thì cái đấy thì là tuyệt vời rồi. Nhưng là nếu mà có những rào cản thì nhớ câu chuyện của Huy, đó là gì ạ? Vượt qua những khó khăn, đúng không ạ? Ok. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta trở thành nhà đào tạo thì chúng ta phải định vị mình. Chúng ta định vị mình là ai ạ? À, mình là nhà đào tạo. Mình là gì ạ? Mình là một cái người tấm gương, mình là cái người mà giúp đỡ mọi người. Thế thì cái điều mà diễn ra ở đây này, cái điều rất quan trọng đây này. Nếu như mà chúng ta là nhà đào tạo, tức là chúng ta đang ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Vậy nếu mà chúng ta không có một cái tư duy tốt, không có một suy nghĩ tốt, không có một kiến thức tốt, thì tức là chúng ta đang đào tạo sai cho mọi người. Và khi mà đào tạo sai ấy, thì nó không chỉ làm hỏng một người mà nó hỏng cả một thế hệ phía sau. Được chưa ạ? Nó làm hỏng cả một thế hệ phía sau. Vì vậy là rất là cẩn trọng trong cái quá trình đào tạo. Chỉ đào tạo những cái gì mình biết rõ, chỉ đào tạo cái gì mình đã trải qua, chỉ đào tạo những cái gì mình làm thôi. Đừng có đào tạo linh tinh, đừng có đào tạo lý thuyết, đúng không ạ? Đó, đào tạo những gì mà mình chưa làm được ấy, thì làm sao ạ? Thì nó phản tác dụng. Cái người không biết thì nghe gật gù, cái người biết thì họ coi thường mình, đúng không ạ? Đó. Rồi. Mình không hoàn hảo anh chị em nhé. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Huy cũng là người không hoàn hảo. Nhưng mà khi mà chúng ta đào tạo ấy, chúng ta chỉ chia sẻ những cái câu chuyện thật của chúng ta thôi, những cái trải nghiệm thật của chúng ta thôi. Đừng có gì ạ, đừng có nói cái mà chúng ta không có, đừng nói những cái mà chúng ta không gì ạ, chúng ta không trải qua hoặc là không có trải nghiệm, được chưa ạ? Hoặc không làm được mà đi đào tạo thì là gì ạ? Là hỏng đấy, được không ạ? Đấy. Cho nên là những anh chị em mà khi mà mới học ấy thì rất thích là đi khoe đấy. Nhưng mà sau một thời gian mà Huy trải nghiệm thực tế ấy, thì thường ấy là mình khoe một thời gian xong bắt đầu mình phát hiện ra là mình còn rất là kém. Ví dụ như ngày xưa khi mà Huy mới học về thần số học ấy thì mình rất là hay đi võ vẽ rồi xem cho người này người kia ấy. Nhưng mình càng xem nhiều, mình càng học nhiều ấy, mình càng thấy thấm. Và đến tận bây giờ mình thấy nó vẫn còn là một cái biển kiến thức rất là lớn. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa dám đào tạo về thần số học. Mặc dù đến thời điểm này số người mà Huy xem về thần số học nó không dưới 500 người. Nhiều đến như vậy nhưng mà gì ạ? Nhưng mà vẫn chưa dám là gì ạ? Mà tỷ lệ mà người ta gọi là xem mà cảm thấy rằng họ nói rằng là chính xác đến 99% hoặc 90%, trên 90% ấy, thì cái tỷ lệ mà được gọi là chính xác, cái tỷ lệ chính xác ấy, thì nó phải là trên 90%, tức là 10 người thì 9 người khen là đúng. Đấy, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn chưa dám đứng ra đào tạo về thần số học. Trong khi có rất nhiều bạn trẻ trong đội nhóm của Huy cũng thế, có những cái bạn rất trẻ thôi, sinh năm 2000 2001, bây giờ đã đi tư vấn thần số học và đã xác định là định kiếm tiền với thần số học rồi, đã đi dạy về thần số học rồi. Huy thấy thực sự là nguy hiểm. Tại sao ạ? Bởi vì riêng cái việc mà mình chia sẻ đào tạo những cái thứ mà dẫn dắt con người như vậy và định hướng con người như vậy mà mình không có trải nghiệm, mình dẫn dắt sai hoặc là theo một cái lý thuyết một cách rộng khuôn ấy, thì có thể làm hại người ta. Cho nên là cái này rất là cẩn trọng đấy, và nó gọi là tiên cơ bất khả lộ. Thì cái việc đào tạo cũng vậy, đào tạo là cái việc mà chúng ta dẫn dắt người khác. Cho nên là gì ạ? Nếu như mà chúng ta không có một cái tư duy chuẩn, không có một cái tư duy đúng, thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể dẫn dắt được người khác, cũng như là chúng ta có thể là không, thay vì là gieo nhân tốt thì thành ra là gieo nhân xấu. Đấy, có rất nhiều người có tư duy tiêu cực nhưng mà rất thích đi đào tạo người khác. Đấy, họ không nhận ra rằng họ tiêu cực đâu. Đấy, và họ cứ đi đào tạo xong cuối cùng là
Dạ. Hôm trước Huy có xem một cái bộ phim. Xem cái bộ phim gì đó là 1990 gì ạ. Đấy, thì có ba cô bạn này. Thì trong đó có một cô bạn chuyên đi đào tạo về hạnh phúc. Đấy. Cô là một diễn giả rất nổi tiếng về hạnh phúc, tức là đào tạo về hạnh phúc, giúp cho mọi người hạnh phúc. Đấy. Nhưng mà cái điều đáng buồn nhất đó là gì ạ? Cô ấy không phải người hạnh phúc. Cô ấy không phải người hạnh phúc. Không nhớ tên cô ấy là gì, nhưng mà cô ấy đào tạo về hạnh phúc, nhưng mà bản thân cô ấy có rất nhiều những cái điểm gọi là hận thù. Cô ấy bị cha bỏ lại hai mẹ con từ hồi lúc mà rất bé. Sau đó là gì ạ? Cô không tin tưởng vào đàn ông, cô không có người yêu, cô cứ cặp với anh này một tí, cặp với anh kia một tí, bởi vì theo cái quan điểm cô ấy là cái như vậy thì mới là hạnh phúc. Đấy. Và vấn đề là cô ấy gì ạ? Cô đi đào tạo người khác về hạnh phúc. Và Huy thấy rằng là như vậy là rất là nguy hiểm, bởi vì sao ạ? Họ không phải người thực sự hạnh phúc. Họ không hiểu thế nào là hạnh phúc, nhưng họ lại đi đào tạo người khác về hạnh phúc. Đó. À, nhưng mà cô ấy lại có những cái ngôn từ và có cái hoạt ngôn riêng của mình, cho nên là gì ạ? Vẫn thuyết phục được mọi người và vẫn có một cái thành công trong sự nghiệp. Đó. Nhưng mà đến cuối phim thì cô ấy nhận ra rằng cái hạnh phúc thực sự nó không phải là những cái thứ hào nhoáng bên ngoài, mà nó là những cái thứ thực sự ở bên trong. Và khi đó thì cô lại gì ạ? Cô lại thay đổi, cô thay đổi tư duy và không đi đào tạo về hạnh phúc nữa. Mặc dù lúc đó cô ấy thực sự là hạnh phúc, nhưng mà lúc đó cô mới hiểu rằng thế nào gọi là hạnh phúc. Thế thì ở đây thì Huy chỉ chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ? Chúng ta định vị mình là nhà đào tạo, là người hướng dẫn, người dẫn dắt người khác, thì chúng ta cần phải có cái tư duy đúng, đúng không ạ? Có những cái quan điểm đúng đấy, để mà gì ạ? Để mà dẫn dắt người khác đi đúng. Còn đi sai đường là rất nguy hiểm anh chị em nhé. Rồi, cái tiếp theo nữa, khi mà chúng ta đã là nhà đào tạo rồi, chúng ta định vị mình là nhà đào tạo rồi, thì chúng ta cần phải nghiêm túc, đúng không ạ? Chúng ta phải nghiêm túc, chúng ta phải kỷ luật trong tất cả những cái công việc. Ví dụ như vừa rồi anh chị em thấy là gì ạ? Là chúng ta có cái phần là gì ạ? Là thả tim. Thì bây giờ chúng ta là nhà đào tạo, mà ngay cả việc thả tim mà chúng ta không biết thì làm sao ạ? Việc nhỏ không làm được, việc lớn làm sao mà làm được, đúng không anh chị em? Đấy. Rất nhiều người bảo là ưi giời, cái này nhỏ tôi không cần phải làm, không cần phải biết. Xin thưa với anh chị em là việc nhỏ không làm được thì đừng nói đến việc lớn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Hãy làm tốt từ cái việc nhỏ. Cho nên nếu anh chị em muốn thực sự trở thành nhà đào tạo thành công thì hãy gì ạ? Thì hãy bắt đầu nghiêm túc và kỷ luật, đúng không ạ? Tất cả những cái mà bài tập được giao thì bao giờ nó cũng có thời hạn. Và khi mà chúng ta đã là nhà đào tạo thì chúng ta gì ạ? Hãy nghiêm túc để thực hiện những cái bài tập một cách gọi là chuẩn chỉnh nhất, đúng về thời gian nhất và đúng cái yêu cầu nhất, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng từ ngày hôm nay chúng ta sẽ gì ạ? Nghiêm túc thực hiện tất cả những cái nội quy, những cái bài tập của gì ạ? Của chương trình thì comment xuống là sẵn sàng ạ. Comment sẵn sàng. Đó. Huy chỉ giúp cho được những anh chị em nào mà thực hành làm những cái bài tập thôi, còn nếu mà không thực hành, không làm bài tập thì không thể giúp được anh chị em ạ. Học lý thuyết thì không trở thành chủ giảng tài năng được, không thể nào trở thành là chuyên gia đào tạo được, không thể trở thành cái người tự tin nói trước đám đông được. Không thể nào từ cái việc học lý thuyết đâu, bắt buộc phải thực hành. Và cái điều này không có ai nhắc, không có ai giục anh chị em đâu. Chúng ta phải tự kỷ luật bản thân, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta là chủ giảng, chúng ta là leader, chúng ta là nhà đào tạo. Đấy, cho nên là chúng ta phải tự kỷ luật bản thân mình. Ok không ạ? Nha. Rồi. Và sau đây thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em về cái kiến thức đầu tiên về một cái tư duy trong đào tạo, tư duy đúng trong đào tạo, đúng không ạ? Tư duy đúng trong đào tạo. Trong đào tạo sẽ có những cái mẹo, cái mấu chốt, những cái key. Đấy, thì đây là những cái key để anh chị em nhớ, bất kể khi nào đào tạo thì chúng ta cũng cần phải có những cái key như này, đúng không ạ? Ok nhé. Rồi, cái đầu tiên, tư duy trong đào tạo, cái đầu tiên đó là gì ạ? Đào tạo đó là gì ạ? Tạo ra sự thay đổi. Đào tạo là anh chị em
viết xuống. Đấy, viết xuống cái sổ của mình. Viết số xuống cái sổ của mình. Đào tạo là đấy, chấm chấm chấm. Đấy ạ. Gì ạ? Tạo ra sự thay đổi. Được chưa? Cái số 1 đào tạo là gì ạ? Tạo ra sự thay đổi. Thế tại sao chúng ta cần tạo ra sự thay đổi? Nếu như mà chúng ta đào tạo mà không giúp được một người đi từ điểm A, đi từ điểm A đến điểm B, từ điểm A đến điểm B thì làm sao ạ? Thì nó chưa phải là gì ạ? Chưa phải đào tạo. Bởi vì sao ạ? Trên cái quá trình, trên cái quá trình mà họ đi từ điểm A đến điểm B này thì nó sẽ có những cái rào cản. Nó sẽ có những cái rào cản. Được chưa ạ? Và việc đào tạo để giúp gì ạ? Giúp chúng ta vượt qua cái rào cản này một cách dễ dàng hơn. Đấy gọi là cái quá trình là gì ạ? Thay đổi. Cái quá trình thay đổi này nó được diễn ra trong cái quá trình mà gì ạ? Chúng ta hướng dẫn, chúng ta đào tạo. Đấy. Cho nên đào tạo phải tạo ra sự thay đổi. Nếu không tạo ra sự thay đổi thì sự đào tạo không thành công, hay là mục tiêu của sự đào tạo là không có ý nghĩa. Thay đổi đầu tiên là gì ạ? Thay đổi trong tư duy, trong suy nghĩ. Thay đổi thứ hai là thay đổi trong cảm xúc. Thay đổi thứ ba là trong gì ạ? Trong sự hiểu biết. Đúng không ạ? Cung cấp cho họ kiến thức, cung cấp cho họ thông tin. Đấy. Đó, thay đổi thứ tư nữa là thay đổi trong kỹ năng, cách làm. Đúng không ạ? Đấy. Thay đổi thứ năm nữa là thay đổi trong cái gì ạ? Tình cảm hay là cảm xúc. Đúng không ạ? Thay đổi thứ sáu đấy là thay đổi về động lực, về thái độ. Đúng không ạ? Đó. Thì đấy là những cái thay đổi mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải tạo ra trong cái quá trình mà gì ạ? Đào tạo. Anh chị em có ghi được xuống gì ạ? Thay đổi cái gì ạ? Đầu tiên là thay đổi cái gì ạ? Tư duy. Tư duy, thái độ. Đúng chưa ạ? Tiếp theo nữa là thay đổi gì ạ? Thay đổi là gì ạ? Cảm xúc. Cảm xúc, tình cảm. Tiếp theo là thay đổi gì ạ? Thay đổi động lực. Động lực hay tầm nhìn. Tiếp theo nữa là thay đổi gì ạ? Thay đổi kiến thức hay thông tin hay là hiểu biết. Tiếp theo thay đổi gì ạ? Kỹ năng, cách làm. Được chưa? Đấy, 5 cái. Ok chưa ạ? Thì đấy là những thứ mà chúng ta cần gì ạ? Cần phải thay đổi khi mà chúng ta đào tạo. Chúng ta biết là mục tiêu của quá trình đào tạo đấy là phải hướng tới những cái điều này. Nếu mà không tạo ra được những sự thay đổi này thì làm sao ạ? Thì nó vô nghĩa. Như vậy là gì ạ? Là đào tạo như vậy là nó chỉ là cái thứ gọi là nói chuyện phiếm, nói chuyện chơi. Đấy, nó vui vui, nói chung là cũng vui vui tí nhưng mà nó hiệu quả nó không cao. Cho nên khi mà mình đứng lên mình đào tạo phải tập trung vào giúp cho họ thay đổi cái điều gì. Ok không ạ? Rồi. Ví dụ như này nhá. Trong cái quá trình đào tạo ấy, là mình thay đổi những cái gọi là trạng thái cơ thể. Thay đổi trạng thái cơ thể để thay đổi gì ạ? Thay đổi cảm xúc. Thay đổi cảm xúc để thay đổi gì ạ? Để thay đổi cái năng lượng. Và thay đổi năng lượng thì sẽ thay đổi được cái gì ạ? Cái khả năng tiếp nhận kiến thức. Vì vậy là thỉnh thoảng mình phải gì ạ? Phải yêu cầu họ comment. Nếu như mà hội trường ấy thì mình yêu cầu họ đứng lên ngồi xuống vỗ tay kiểu vậy. Đấy. Thì đó là cái đầu tiên mà chúng ta gì ạ? Cần phải hiểu rằng, nhớ rằng đào tạo là phải tạo ra sự thay đổi. Được chưa ạ? Cái tư duy số 2 đấy là gì ạ? Đào tạo là gì ạ? Là phục vụ. Đào tạo là phục vụ anh chị em nhé. Đấy. Ví dụ như là Huy ngồi đây, Huy đào tạo thì tức là gì ạ? Huy đang phục vụ anh chị em với gì ạ? Với những kiến thức, với những trải nghiệm, với những kỹ năng mà mình có, phục vụ anh chị em
Đấy. Cho nên nhà đào tạo là nhà phục vụ, người đào tạo là người phục vụ. Được không ạ? Khi mình thực sự đứng với vai trò là người phục vụ ấy, thì mình mới quan tâm hỗ trợ với gọi là giúp đỡ được mọi người một cách thực sự và tạo ra sự thay đổi một cách thực sự. Được chưa? Cho nên là gì ạ? Đây là một cái tư duy đúng trong đào tạo. Nếu như mà mình đào tạo giống như là các cái giảng viên ngày xưa, các thầy ngày xưa ấy, là tao đáo quan tâm, tao đứng tao viết, mày thích chép thì chép, chẳng chép thì thôi, ngủ thì ngủ, chẳng ngủ thì thôi, thằng nào học học, không học thôi. Đấy là gì ạ? Đấy một thái độ là gì ạ? Thái độ đấy là không phải thái độ phục vụ, được không ạ? Khi mà thái độ không phục vụ thì làm sao ạ? Thì hiệu quả nó không có, không tạo ra sự thay đổi của sinh viên, của học viên, dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là học nó giống như là bò gọi là nhai rơm ấy, tức là nó rất là chán, đúng không ạ? Nó rất là buồn tẻ, rất là chán, và khi đó thì không tạo ra sự thay đổi và cái buổi đào tạo đấy là thất bại, đúng không ạ? Cho nên đào tạo bây giờ nó phải là phục vụ chứ không chỉ là làm cho nó xong nữa. Đó, một số trong phòng Zoom ngày hôm nay có một số giáo viên này, thậm chí có cả giảng viên đại học hay sao nha. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo nữa đấy là gì ạ? Đào tạo tức là gì ạ? Là tạo sự ảnh hưởng. Đào tạo là tạo ảnh hưởng. À, anh chị em biết rồi, theo như cái định nghĩa của John Maxwell ấy, thì ông ấy định nghĩa là gì ạ? Lãnh đạo là sự ảnh hưởng, đúng không ạ? Ông ấy định nghĩa lãnh đạo là gì ạ? Lãnh đạo là sự ảnh hưởng. À, thế thì làm sao để lãnh đạo có thể ảnh hưởng được đến người khác? Đấy chính là gì ạ? Thông qua quá trình đào tạo, đúng không anh chị em? Đó, cho nên người ta mới gọi là gì ạ? Leader is a teacher, tức là lãnh đạo thì là một gì ạ? Một thầy giáo, lãnh đạo là một người đào tạo, lãnh đạo là một giảng viên, lãnh đạo là một người chia sẻ, đúng không ạ? Đó. Thế thì đào tạo cũng là gì ạ? Để tạo ra ảnh hưởng. Ảnh hưởng là gì ạ? Là khiến cho người khác nghe theo, làm theo, hướng theo những cái gì mà mình nghĩ, những gì mà mình nói, những gì mà mình làm. Được chưa ạ? Đó. Cho nên là gì ạ? Đào tạo là tạo ảnh hưởng. Được không anh chị em? Nhá. Đó. Nếu như mà chúng ta không tạo ra được ảnh hưởng thì đào tạo có ý nghĩa gì? Đúng không ạ? Đấy. Đào tạo nó sẽ là gì ạ? Ảnh hưởng là xây dựng cái thương hiệu của mình, tức là khiến cho người khác gì ạ? Biết đến mình, nhớ đến mình, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái sức mạnh của đào tạo. Rồi. Tiếp theo nữa, đó là gì ạ? Đào tạo là gì ạ? Là truyền cảm hứng. À, trong cái quá trình đào tạo ấy, thì chúng ta muốn tạo ra sự thay đổi thì chúng ta phải truyền cảm hứng để họ có động lực cho cái sự thay đổi đó. Cho nên là gì ạ? Khi mà quá trình đào tạo, chúng ta đừng đào tạo một cách gọi là thiếu năng lượng, đúng không ạ? Đào tạo là chúng ta phải đẩy cái cảm hứng của cái người nghe lên. Đó. Cái cảm hứng chính là cái động lực để khiến cho họ thay đổi, đúng không ạ? Cảm hứng nó sẽ giúp cho mọi người làm những cái gì mà họ cần phải làm. Đó. Đấy là chính là cảm hứng. Ví dụ như là mình có cảm hứng vào học thì mình sẽ ngồi học. Còn mình không có cảm hứng ngồi học thì mình sẽ đi chơi, mình sẽ đi xem phim, mình sẽ đi gặp bạn bè, mình sẽ làm việc A, việc B, việc C, đúng không ạ? Đấy, thì cái cảm hứng chính là cái động lực để chúng ta làm việc gì đó. Vì vậy là để mà chúng ta thành công trong cái quá trình đào tạo, đấy là gì ạ? Chúng ta cần phải truyền cảm hứng. Đó. Mà để truyền được cảm hứng thì chúng ta phải là người có cảm hứng, đúng không anh em? Chúng ta phải là người có cảm hứng thì chúng ta mới truyền được cảm hứng cho người khác. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo nữa, đào tạo đó là gì ạ? Là truyền năng lượng. À, hay là truyền năng lượng hay truyền lửa đấy. À, thì cái cảm hứng hay là cái năng lượng thì nó giống giống nhau, nhưng mà gì ạ? Cái năng lượng ở đây ấy, nó không chỉ là cái cảm hứng nó ở bên trong, cảm hứng bên trong, nhưng cái năng lượng chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở bên ngoài. Đấy, anh chị em thấy khi mà một người lên mic ấy mà họ nói với cái giọng năng lượng ấy thì nó sẽ rất khác. Nhưng mà họ nói cái giọng mà trầm trầm mà buồn buồn ấy, anh chị em thấy nó không có năng lượng lắm. Nó vẫn có thể có cảm hứng nhưng mà nó không có năng lượng anh chị em ạ. Đấy, có rất nhiều người nói rất là đều đều như này, nó năng lượng không biết nó chạy đi đâu ấy, cho nên là gì ạ? Nó rất là chán. Đúng rồi nha. Nha. Năng lượng ơi. Yes, yes. Đấy, đó. Khi mà chúng ta có năng lượng thì chúng ta sẽ truyền được cảm hứng tốt hơn. Ok không ạ? Rồi, tiếp tục này. À, đào tạo là gì ạ? Là tạo niềm vui.
Đó, đào tạo là tạo niềm vui. Cho nên là gì ạ? Anh chị em khi mà đào tạo ấy, là chúng ta hãy gì ạ? Hãy hứng khởi và gì ạ? Hãy vui vẻ và hãy truyền cái niềm vui cho gì ạ? Cho những cái người nghe của chúng ta. Không có niềm vui thì sẽ không có năng lượng, không có niềm vui thì không có cảm hứng, không ảnh hưởng được cho người khác và không tạo ra sự thay đổi. Cho nên là gì ạ? Nếu mà chúng ta có thể thì hãy đưa vào đó những cái câu chuyện hài hước, đưa vào đó những cái động tác hài hước. Ví dụ như vừa rồi Huy đưa những cái tay này, Huy cười rất là tươi chẳng hạn thế. Cho nên là gì ạ? Trong cái quá trình đào tạo, anh chị em nhớ luôn luôn là gì ạ? Nở nụ cười trên môi. Đấy, rất nhiều nhà đào tạo là gì ạ? Đào tạo mặt buồn rười rượi ấy. Thì làm sao ạ? Đào tạo mà mặt buồn rười rượi. Làm sao? Sao ai muốn nghe? Đúng rồi nhé. Đào tạo mình phải vui nhé. Cho nên là gì ạ? Cười, lúc nào cũng phải cười. Vừa nói vừa cười. Anh chị em nhìn Huy lúc nào cũng thế này. Lúc nào cũng vừa nói vừa cười. Đúng không ạ? Đấy. Lúc nào cũng trong cái dạng này, vừa nói vừa cười. Lúc nào có cái cười mỉm ở trên môi. Đó. Thì đấy là một cái kỹ năng đầu tiên thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ được học các kỹ năng để kể những câu chuyện hài nho nhỏ để mà làm cho phòng Zoom nó trở nên sôi động, nó trở nên hài hước, trở nên vui vẻ hơn. Đúng không ạ? Ok nhá. Rồi, tiếp tục nữa này. Đào tạo là gì ạ? Là kể chuyện. Đào tạo là kể câu chuyện. Kể câu chuyện này thì nó có nhiều dạng câu chuyện anh chị em nhé. Nó có thể câu chuyện của bản thân. Đấy. Có thể câu chuyện của bản thân mình. Đấy. Có thể là cái câu chuyện là ngụ ngôn, cái câu chuyện hài hước, cái câu chuyện của người khác. Được chưa ạ? Đấy. Nhưng mà khi mà kể câu chuyện ấy, là chúng ta bao giờ cũng có cái mô típ kể chuyện, có 7 bước kể chuyện, đúng không ạ? Chúng ta đã học cái cách kể chuyện rồi. Và kể câu chuyện thì làm sao ạ? Nó sẽ có cảm hứng, nó sẽ có năng lượng, nó sẽ gì ạ? Tạo sự thay đổi, đúng không ạ? Nó kể câu chuyện nó có thể tạo ra niềm vui. Vì vậy là gì ạ? Đào tạo là kể chuyện, cho nên anh chị em tích cực kể nhiều câu chuyện lên. Đấy, và đây cũng là cái cách mà Huy làm. Huy làm cái cách này đấy, tại sao mà Huy đào tạo nó rất là dễ? Bởi vì sao ạ? Mình có làm mẹ gì đâu, chỉ đơn giản là kể câu chuyện thôi mà. Kể chuyện thì ai chẳng kể được, đúng không? Mình chỉ kể những gì mình đã trải qua thôi, mình kể những cái gì mà mình đã biết thôi, thì nó rất là dễ, nó không cần phải nhớ. Đấy, và Huy sẽ chỉ cho anh chị em cách tại sao mà Huy có thể nói mà Huy không cần phải nhớ. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình chỉ đơn giản kể những câu chuyện mà thôi. Ok không ạ? Rồi, thêm một nữa đó là gì ạ? Đào tạo là gì ạ? Là chia sẻ trải nghiệm. Cái chia sẻ trải nghiệm này nó cũng giống như kể câu chuyện anh chị em, nhưng mà nó là những cái gì thực tế mà do mình đã trải qua. Được chưa? Những kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Đấy, những cái bài học mà mình đã trải qua. Đó. Kể câu chuyện này thì anh chị em có thể kể những cái câu chuyện của người khác, những câu chuyện hư cấu. Mình bịa những câu chuyện ra mình kể cũng được mà. Đúng không ạ? Hoàn toàn được nhé. Tức là mình kể những câu chuyện để với mục tiêu để làm gì ạ? Để tìm ra bài học. Thì mình nói câu chuyện rùa và thỏ này. Đúng không ạ? Câu chuyện đấy là hư cấu. Câu chuyện ngụ ngôn. Nó có thật đâu. Đúng không? Đấy, nhưng mà gì ạ? Chúng ta kể những câu chuyện đấy để tạo ra sự thay đổi, tạo ra bài học. Nhưng ở đây nó một cái khía cạnh khác, sâu hơn của việc kể chuyện. Đó là chia sẻ những cái trải nghiệm. Mà cái điều này anh chị em làm rất tốt. Ai ở trong này thì đều có trải nghiệm hết. Đúng không ạ? Việc của mình chỉ đơn giản chia sẻ thôi. Cho nên làm sao ạ? Mình không cần phải nhớ. Mình chỉ cần gì ạ? Mình chỉ cần tưởng tượng lại cái cảnh đấy như nào, xong rồi mình kể lại thôi. Nó rất là dễ. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục là gì ạ? Đào tạo là gì ạ? Là làm gương. Tại sao đào tạo lại làm gương? Như vừa nãy Huy có nói, anh chị em định vị mình nhà đào tạo ấy, thì mình phải gì ạ? Nghiêm túc, mình kỷ luật, đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao ạ? Chỉ khi nào mà mình làm được cái điều đó ấy, thì mình nói ấy, thì mình gì ạ? Họ mới thấy nó hợp lý, đúng không ạ? Đấy, và đây là một trong những mình nhớ là gì ạ? Lãnh đạo là gì ạ? Lãnh đạo là làm gương, đúng không ạ? Lãnh đạo là làm gương. Thì đào tạo là gì ạ? Là làm gương. Đấy, bởi vì lãnh đạo là đào tạo ấy. Lãnh đạo là đào tạo. Cho nên là gì ạ? Đào tạo là gì ạ? Là làm gương. Cho nên là chúng ta muốn đào tạo cái gì thì chúng ta hãy làm cái điều đó trước đi. Được chưa ạ? Ví dụ như là Huy, nếu như mà Huy chưa làm đào tạo liên tục trong thời gian 3 năm và hầu như ngày nào cũng đào tạo liên tục. Đấy.
đào tạo hàng trăm người, có những Zoom Huy đào tạo lên 600 người, có những lần Huy đứng sân khấu là 400 người, đó, 500 người. Nếu mà Huy chưa làm được cái việc này thì Huy không dám chia sẻ, cũng không dám là gì ạ, mở ra cái lớp chuyên gia đào tạo này, đúng không anh chị em? Chỉ khi nào mình làm được rồi thì mới đứng lên đào tạo thôi. Còn mình chưa làm được, mình đứng lên đào tạo thì nó chưa hợp lý lắm. Đấy, cho nên là gì ạ? Để mà đào tạo một cách hiệu quả thì chúng ta phải làm được. Ví dụ như này, từ trước ấy có một số người không làm được nhưng mà cho Huy cho lên thực hành, gọi là thực hành đào tạo thì đúng hơn. Đó, thực hành đào tạo là gì ạ? Ví dụ như là có những người kỹ năng mời khách rất kém, Huy bảo đi lên đào tạo kỹ năng mời khách đi. Thế là sao ạ? Nó lên đào tạo xong đầu nó về nó thấy nhục quá thì nó phải mời khách. Đấy, nó mời khách không được nữa sao ạ? Nó nghỉ. Thế mới hay. Tức là một là gì ạ? Một là phải làm, hai là gì ạ? Hai là bật ra, chứ không có chuyện lờ vờ, đúng không ạ? Đấy, thì đào tạo là làm gương, nó chính ở chỗ này. Mình phải làm được thì mình đào tạo nó mới hay. Mình không làm được, mình đào tạo nó sẽ không hay, không có năng lượng và không truyền cảm hứng. Được chưa ạ? Rồi, thêm cái điều nữa, đào tạo là gì ạ? Là học tập. À, Huy thường xuyên nói với anh chị em ở trên Zoom là gái ấy, rằng là gì ạ? Khi mà Huy đứng lên đào tạo ấy thì ai là người được nhất anh chị em? Huy chính là người được nhiều nhất, Huy chính là người học được nhiều nhất. Cái người nào đứng lên đào tạo thì người đấy là người học được nhiều nhất. Cho nên là gì ạ? Có nhiều người mà thiếu kỹ năng nào ấy thì Huy gì ạ? Huy đẩy họ lên cái vị trí đào tạo về kỹ năng đấy. À, ví dụ như là thiếu kỹ năng về mời khách, cho lên đào tạo về mời khách. Thiếu niềm tin, đào tạo kỹ năng gì ạ? Đào tạo 6 niềm tin thủ lĩnh. Đấy, thiếu kỹ năng chăm sóc hệ thống, cho mày đào tạo kỹ năng chăm sóc hệ thống, tự nhiên là gì ạ? Tự nhiên là biết, đúng không ạ? Đấy, đấy là gì ạ? Đấy là cái việc mà đào tạo. Đào tạo chính là học tập. Đào tạo là cách học tốt nhất. Đào tạo là cách học tốt nhất anh chị em nhé. Đào tạo chính là cách học tốt nhất. Hay là gì ạ? Cách học tập tốt nhất. Đào tạo là cách học tập tốt nhất. Thế cho nó máu. Được chưa ạ? Đào tạo là cách học tập tốt nhất. Ok nhé. Rồi, thêm một cái điều nữa, đó là gì ạ? Đào tạo là gì ạ? Là biểu diễn. Mình lên đào tạo, mình lên sân khấu đào tạo ấy, giống như mình ca sĩ ấy. Giống ca sĩ lên sân khấu ấy, lên sân khấu đào tạo hay là lên mic là mình phải diễn. Người ta gọi là diễn giả đấy. Diễn giả là người diễn ấy, đúng không ạ? Tại sao ạ? Bởi vì khán giả ngày nay ấy, nó không phải như ngày xưa. Ngày xưa thì nó rất là đơn giản, ngày xưa rất là dễ. Nhưng bây giờ khán giả ngày nay ấy, thì làm sao ạ? Họ yêu cầu cao hơn, họ khắt khe hơn, họ khó tính hơn. Cho nên là gì ạ? Muốn đào tạo hay, cuốn hút, truyền cảm hứng, truyền năng lượng để mà tạo sự thay đổi, mà thực sự là gọi là phục vụ, thì chúng ta phải sao ạ? Phải biểu diễn, phải giống như một diễn viên ấy, giống như một cái người ca sĩ ấy. Là mình phải gì ạ? Đam mê, mình phải cháy bỏng, mình phải gì ạ? Mình phải hết mình vào. Mình phải diễn. Diễn tức là sao ạ? Mình phải diễn những cái biểu cảm này, giọng nói này, mình cố lên. Bình thường mình nói trầm trầm này, nhưng mà lên bục giảng, lên diễn giảng mình phải gì ạ? Đẩy tông giọng cao lên. Cần thiết tay chân nó phải gì ạ? Khua, nó phải chém. Được chưa ạ? Đấy. Ngồi diễn mà ngồi im thì nói. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về đào tạo. Đào tạo là kể chuyện, đào tạo là truyền cảm hứng, đào tạo là tạo ra sự thay đổi, đào tạo là phục vụ, đào tạo là tạo ra niềm tin, đào tạo là tạo ra ảnh hưởng. Làm sao ạ? Nó không có sự diễn vào trong đấy thì làm sao ạ? Nó không có năng lượng. Và không có năng lượng thì sao ạ? Người ta không có nghe, người ta không có nhớ, không có thay đổi, thì nó mất cái tác dụng của việc đào tạo, mất thời gian, thiếu hiệu quả, đúng không anh chị em? Đấy, cho nên là gì ạ? Chúng ta nhớ rằng đào tạo đó là chúng ta phải diễn. À, diễn ở đây không có phải là diễn gọi là mình nói quá lên, hay mình nói sai, hay mình không phải là con người thật của mình, mà ở đây ấy, nó chỉ đơn giản là gì ạ? Mình phải phục vụ, mình thực sự phục vụ, làm sao để cho mọi người thích, người cuốn hút, thì đấy chính là cái gì ạ? Cái nhiệm vụ của nhà đào tạo,
được không ạ? Đấy. À, khi mà đào tạo mình, khi mà học ấy là mình làm quá lên một tí, làm quá lên một tí để mà diện, để mà khi mà mình thực sự vào cái buổi đào tạo nó sẽ cuốn hút, được không ạ? Và cái tiếp theo, đào tạo là gì ạ? Là tương tác. Đào tạo là tương tác anh chị em nhé, đào tạo là tương tác. Đấy. Và nếu như mà trong quá trình đào tạo mà chúng ta gì ạ, cái người đào tạo và cái học viên ấy nó thiếu cái sự tương tác, mất cái sự kết nối ấy, thì làm sao ạ? Là chúng ta sẽ mất năng lượng, đúng không ạ? Mất năng lượng và khi đó thì sẽ không tạo ra được cái sự thay đổi, không có những cái gì ạ, niềm vui, không có những cái gì ạ, cảm hứng, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Đào tạo là tương tác. Anh chị em tương tác phát xem nào. Anh chị em thấy thỉnh thoảng Huy là gì ạ? Huy lại yêu cầu anh chị em comment ấy, thì đấy là gì ạ? Đấy là quá trình tương tác. Có rất nhiều người đào tạo nhưng mà không để ý cái việc này. Mình cứ nói thôi, xong cuối cùng không biết là có ai nghe hay không, ngủ hết hết một loạt. Nào anh chị em ngủ chưa? À, tương tác phát nào. Ok, rồi, cảm ơn anh chị em vừa viết mà vừa comment rất là nhiều. À, vừa viết nhưng mà vẫn comment rất tốt. Đấy, Đặng Cường. Đấy, tuyệt vời. Đúng không ạ? Thì đấy là gì ạ? Khi mà chúng ta đào tạo ấy, chúng ta yêu cầu mọi người tương tác, kêu gọi mọi người tương tác. Đấy là cái quá trình là gì ạ? Quá trình là gì ạ? À, giao tiếp. Đó. Nếu như mà thiếu đi cái sự tương tác, thiếu cái sự kết nối thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ mất đi cái hiệu quả của việc đào tạo. Ví dụ như này, khi mà chúng ta biết tất cả những cái tư duy này nhá, thì lúc đó nhìn một cái người đào tạo là sai phát mình biết ngay. Ví dụ như là có rất nhiều người đào tạo như này, để mẹ cam đây, xong đứng này, đào tạo là tương tác, đào tạo là tương tác. Anh chị em thấy rồi không ạ? Tức là gì ạ? Mình không nhìn vào gì ạ? Camera. Đừng nhìn vào màn hình, cái màn hình của Huy nằm trên này. Đây, thưa anh chị em là cái màn hình của Huy nằm trên này. Đấy, đấy không ạ? Anh chị em nhìn thấy màn hình của Huy không? Đó. Cái màn hình nằm ở bên trên này. Nhưng mà Huy không có nhìn màn hình nhá. Thỉnh thoảng liếc lên cái màn hình thôi. Thỉnh thoảng liếc lên màn hình này, liếc lên một cái này, đấy. Nhưng mà nhìn vào gì ạ? Nhìn vào cái mắt camera này. Anh chị em thấy Huy giống như đang nhìn mình đúng không? Đấy, nhìn với cái ánh mắt trìu mến. Đây là diễn, đây là mình đang diễn, biểu diễn, đúng không ạ? Thì làm sao ạ? Nó có sự kết nối với nhau, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Mình phải học một cái cách, đó là gì ạ? Mình phải nhìn vào camera, nhưng giống như nhìn vào mắt người yêu vậy. Đấy, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đó, đúng không? Đấy, đấy là sự kết nối và đấy là gì ạ? Đấy là sự tương tác và sự gì ạ? À, giúp cho mọi người biết được là mình đang gì ạ? Đang để ý đến họ. Và Huy để cái màn hình rất là to này để nhìn thấy mọi người. Cho nên ai tắt cam phát biết ngay, La Trần tắt cam phát biết ngay. Đó, Trịnh Trang không có mặt ở trong phòng Zoom, Đình Phương không có mặt trong phòng Zoom. Anh em thấy không ạ? Đấy, rồi một số anh chị em là không tập trung. Đấy. Thì làm sao ạ? Biết ngay. Được không ạ? Đây là sự tương tác. Tuy nhiên khi mà mình gì ạ? Mình muốn tự tin ấy, mình muốn tự tin ấy, thì mình hãy kết nối với những người nào mà đang nhìn vào màn hình. À, ví dụ như là Nguyễn Lan này, ví dụ như là Trần Phương này, ví dụ như Đặng Cường này, đấy, cười rất tươi này. Đấy, ví dụ thế, ví dụ Hiền Thơm này đấy. Mình nhìn những người đấy để mình cảm thấy tự tin hơn. À, ví dụ như là chị Bích Thể này. Đấy, ví dụ thế. À, thì đấy là những cái người mà mình cảm thấy rằng là họ đang tập trung, thì mình sẽ làm sao? Mình nhìn những người đấy để mình có sự tự tin. Chứ còn nhìn mấy cái người tắt cam kia, xong đầu nhìn mấy cái người mà để cam nhưng mà lại đi chơi chỗ khác, hoặc là để cam lên trên trời như Đình Phương kia, mình mất cảm hứng, mất năng lượng, xong cuối cùng là sao ạ? Làm sao mà truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho người khác được? Đúng không anh em? Mất hết năng lượng. Rồi ok, không sao. Thì đã chủ giảng ấy, là chúng ta phải gì ạ? Phải duy trì được cái năng lượng của mình. Đừng để môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến năng lượng của mình. Đúng không anh em? Đấy. Và đôi khi ấy, cả phòng Zoom chỉ cần một người họ lắng nghe thôi làm sao ạ? Mình vẫn giảng giống như là 100 người đang lắng nghe mình. Bởi vì sao ạ? Mình tập trung vào cái người đấy.
Nhưng mà thực ra tập trung vào ai ạ? Tập trung vào cái gì ạ? Tập trung vào cái camera. Lúc mà Huy nhìn, Huy có nhìn thấy anh chị em đâu, Huy nhìn thấy camera đâu, thỉnh thoảng mới liếc lên thôi. Cho nhìn vào camera thì đâu nhìn được mọi người đâu. Nhưng mà mình vẫn giống như mình phải tưởng tượng, mình phải tin rằng mọi người đang lắng nghe mình, đang yêu quý mình, đang ghi chép thật là gì ạ? Thật là nghiêm túc, thật là năng lượng, thật là tập trung. Đúng không? Mình phải tưởng tượng như thế. Ở đây ấy, đây là Huy đang chia sẻ với phòng Zoom nhé. Mình đang ngồi mình nhỉ. Ngày xưa ấy, các cái diễn giả khi mà đang quen sân khấu ấy, xong rồi bắt đầu chia sẻ phòng Zoom này, rất khó luôn. Rất khó. Bởi vì sao ạ? Nó không có năng lượng. Cái năng lượng nó được truyền từ bên dưới lên, truyền cảm hứng từ bên dưới lên. Nhưng mà không có năng lượng từ bên dưới, mình phải tự tạo năng lượng của mình. Thêm cái điều nữa đó là gì ạ? Khi mà nói qua phòng Zoom này ấy, cái năng lượng của mình nó bị giảm mất một nửa. Xin thưa với anh chị em nào là gì ạ? Huy ngồi đây, Huy đẩy năng lượng lên 100% thì anh chị em chỉ nhận được 50% thôi. Đúng không ạ? Bởi vì truyền qua cái thiết bị điện tử, qua cái màn hình máy tính, cái điện thoại này, làm sao mà năng lượng được? Nếu mà anh chị em ngồi trực tiếp ở khán phòng, ở một cái hiệu trường mà có 100 người, 500 người, 1.000 người thì làm sao ạ? Năng lượng nó khác hoàn toàn. Đúng không ạ? Nhưng ở đây với phòng Zoom thì năng lượng nó giảm mất một nửa. Cho nên nếu mà anh chị em ấy, nếu mà mình muốn truyền tải năng lượng 100% ấy, thì khi mà mình nói ở đây này, mình ngồi đây mình nói này, mình phải đẩy năng lượng lên 200%. Đấy là cái quá trình là gì ạ? Quá trình diễn ấy, quá trình diễn ấy. Mình phải diễn hơn bình thường thì anh chị em mới nhận được một nửa hoặc là gì ạ? 100%. Chứ còn mình cứ nói thế này thì làm sao ạ? Anh chị em nhận được bao nhiêu phần trăm? Mình nói 50%, anh chị em nhận được bao nhiêu ạ? 20%. Đúng không anh em? Đấy. Cho nên là gì ạ? Khi mà mình nói, đẩy cái tông giọng lên cao hơn một chút. Đẩy tông giọng cao hơn một chút. Để là gì ạ? Để duy trì năng lượng. Trừ lúc nào mình nói cái dạng là bí mật, mình nói nhẹ nhàng này, để làm gì ạ? Để anh em dọc tai nghe. Đó. Đúng không ạ? Ok nhá. Thì cái kỹ thuật làm sao để mà điều khiển năng lượng phòng Zoom thì Huy sẽ chia sẻ sau ở module khác. Được chưa? Ngày hôm nay tập trung vào cái việc là những cái tư duy đúng ở trong đào tạo, và anh chị em cần học thuộc lòng tất cả những tư duy này. Anh chị em học thuộc lòng tất cả tư duy này. Được không ạ? Và khi mà anh chị em thuộc lòng các tư duy này thì anh chị em sẽ biết làm thế nào để phục vụ những người nghe một cách tốt nhất. Cái người nghe họ muốn gì anh chị em? Cái người nghe họ muốn gì ạ? Cái người nghe họ muốn gì ạ? Đây nha, anh chị em biết về tháp đào tạo chưa? Nghe đến tháp đào tạo bao giờ chưa? Chưa nghe à? Huy chưa nghe. Giờ chia sẻ cho anh chị em nhé. Xóa cái này đi nhá. Xóa nhá. Anh chị em chụp chưa? Chụp rồi đúng không? Xóa nhá. Xóa. Rồi. Ơi. Tháp đào tạo. Về bản chất nó chính là tháp tư duy. Được chưa anh chị em? Và Huy sẽ chỉ cho anh chị em tại sao mọi người thích học cái module này mà không thích học module kia. Đấy. Mình nên tổ chức sắp xếp cái lớp đào tạo của mình như nào. Anh chị em có thể kiếm tiền bằng đào tạo thông qua cái tháp đào tạo này. Cái tầng đầu tiên ấy, nó gọi là tầng gì ạ? Tầng môi trường. Tầng môi trường. Tầng môi trường này sẽ trả lời những câu hỏi như nào ạ? Là when, là where. Đấy. Thường tầng môi trường này sẽ cung cấp cho mình những cái thông tin. Đấy nhá. Những cái thông tin cơ bản, ví dụ như là ở đâu, khi nào, cái sự việc đó diễn ra ở đâu, khi nào. Đấy nhá. Ừ. Đấy. Và tiếp theo nữa thì cái câu hỏi tiếp theo cao hơn nó là gì ạ? Là what. Ở đây mình đưa cái này vào.
Được chưa ạ? Tiếp theo là gì ạ? Những câu hỏi như what, tức là cái gì? Ví dụ như là đào tạo là cái gì? Đúng không ạ? Đấy, thì bắt đầu là mình sẽ gì ạ? Đặt câu hỏi what. Thì cái tầng đào tạo hay tầng tư duy nó cũng bắt đầu từ những cái tầng thấp nhất như này. Đấy, khi nào thì đào tạo? Đào tạo ở đâu? Đúng không ạ? Đấy là những cái thông tin cơ bản của cái tầng gọi là tầng môi trường. Đúng không ạ? Rồi, khi mà bắt đầu cái tầng tư duy của mình cao hơn thì bắt đầu mình sẽ hỏi câu hỏi là how to, là làm như thế nào. Tầng này gọi là tầng chuyên gia, đúng không ạ? Tầng này gọi là tầng chuyên gia. Thì những người mà chuyên gia ấy, họ sẽ hỏi là how to, làm thế nào để tôi có thể đào tạo tốt hơn, đúng không? Để trở làm nào để tôi trở thành chuyên gia đào tạo, đúng chưa? Thì how to là làm thế nào. Đấy, gọi là tầng chuyên gia hay tầng làm thế nào. Rồi, rồi cái tầng đào tạo tiếp theo thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đào tạo về gì ạ? Why, trả lời câu hỏi tại sao. Tại sao tôi phải học chuyên gia đào tạo? Tại sao đào tạo lại quan trọng? Lý do để tôi bắt đầu trở thành nhà đào tạo là gì? Lý do để tôi có thể thay đổi cuộc đời mình là gì? Đấy, ví dụ thế. Tại sao tôi phải thay đổi cuộc đời mình? Tại sao tôi phải trở thành cái người mà chia sẻ? Tại sao tôi phải trở thành cái người thủ lĩnh? Tại sao tôi phải trở thành lãnh đạo? Tại sao tôi phải học cái thứ vớ vẩn này? Đúng không? Trả lời câu hỏi why thì mình sẽ biết được về cái gọi là gì ạ? Niềm tin hay là giá trị. Đấy, tầng này là tầng niềm tin hay là tầng giá trị. Đấy. Tiếp theo nữa là câu hỏi who, đó là gì ạ? Là tầng là định vị. Tình tầm định vị. Who I am, tôi là ai? Đấy, who I want to be, tôi muốn trở thành ai? Học chuyên gia đào tạo xong, mình sẽ trở thành ai? Mình sẽ trở thành chuyên gia đào tạo, mình sẽ trở thành người tự tin nói trước đám đông, mình sẽ trở thành một chủ giảng tài năng, đúng không? Như vậy, nếu mà mình là một chủ giảng tài năng thì mình sẽ nói như nào, mình sẽ ăn như nào, mình sẽ nói như nào, mình trở thành người tự tin chia sẻ giúp đám đông thì mình sẽ nói cái gì, được không ạ? Đấy, mình phải định vị bản thân mình. Và khi mình là cái người như vậy rồi thì mình sẽ hành xử như nào? Mình sẽ làm bài tập một cách nghiêm túc này, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ trả bài đúng giờ này. Đấy, mình sẽ vào học đúng giờ này, mình không có gì ạ? Không có vào muộn này, đúng không? Nếu mà mình là chủ giảng rồi mình còn vào muộn nữa thì ai còn vào sớm nữa, đúng không? Đấy, mình phải vào đúng giờ. Đấy, rồi mình thả tim này, mình cũng phải thả tim theo chuẩn này. Đấy, đúng không? Bây giờ mình không làm gương thì làm sao mà sau này mình nói được người ta, đúng không? Đấy, cho nên khi mình định vị mình là chủ giảng thì mình phải nghiêm túc trong cái gì ạ? Trong cái quá trình học tập, đúng không ạ? Và một cái tầng cao hơn nữa là tầng gì ạ? Who else. Tầng who else, tức là gì ạ? Tầng này nó gọi là tầng sứ mệnh. Được chưa ạ? Tầng sứ mệnh. Tầng sứ mệnh là gì ạ? Là who else, đó là tôi làm cái việc này vì ai? Tôi trở thành nhà đào tạo để làm gì ạ? Để giúp đỡ được nhiều người hơn, đúng không? Tôi trở thành nhà đào tạo để mà gì ạ? Để giúp đỡ được con cái của tôi. Là như vậy là gì ạ? Khi mà Huy định vị mình là nhà đào tạo và mình có một cái gì ạ? Sứ mệnh. Đó là gì ạ? Làm để phục vụ mọi người. Thì khi đó thì Huy sẽ học rất là nhanh. Và Huy đó, khi đó thì Huy có động lực để mình học tập, để mình gì ạ? Phát triển. Đó, được không ạ? Đó. Thế thì cái tháp đào tạo này ở 3 tầng đầu nó gọi là gì ạ? 3 tầng đầu này nó gọi là gì ạ? Đào tạo về gì ạ? Thay đổi về tầm nhìn này. Được chưa ạ? Thay đổi về gì ạ? Thay đổi về tư duy này. Thay đổi về thái độ này. Thay đổi về gì ạ? Về cảm xúc này. Thay đổi về tình cảm này. Được chưa ạ? Thay đổi về gì ạ? Động lực này. Đấy, chúng ta muốn truyền cảm hứng, muốn thay đổi động lực của người khác thì hãy nói về cái điều này. Ví dụ như là mình muốn chia sẻ cho một người nào đó, họ chưa sẵn sàng để thay đổi, họ chưa ra được quyết định, thì mình hỏi họ là mày là ai, mày muốn trở thành ai, mày muốn phục vụ ai. Đấy, và hãy trả lời câu hỏi là tại sao mày phải làm việc đó. Đấy, thế là khi mà mình nói về điều này thì tự nhiên là gì ạ? Mình truyền được cảm hứng, truyền được động lực cho họ.
thì bắt đầu họ nghĩ là tôi là ai nhỉ, tôi muốn trở thành ai nhỉ, xong bắt đầu là gì, mục tiêu của tôi là gì, tôi muốn phục vụ ai nhỉ, bắt đầu nghĩ về con cái, nghĩ về bố mẹ, thì lúc đấy bắt đầu nó có động lực để nó vượt qua được những cái gì ạ, rào cản trước mắt, vượt qua những khó khăn, vượt qua những nỗi sợ, được chưa ạ? Đó, cho nên là khi mà đào tạo tầng này ấy, thì về cơ bản nhá, cái tầng càng cao thì số người hiểu được, số người làm được càng ít. Ví dụ như là khi mà Huy nói chuyện coaching cho rất nhiều bạn trẻ thì Huy hỏi là mày là ai, thì 90% là các bạn không trả lời được, không biết mình là ai hết, đúng không ạ? Đấy, bởi vì chưa ai hỏi bạn ấy câu hỏi đấy trước đây, cho nên là gì ạ, họ không trả lời được. Đó, thì mình muốn đào tạo với số đông, tức là nhiều người biết, thì mình đào tạo ở tầng dưới này. Đào tạo dưới này thì là gì ạ, sẽ cho họ cái gì ạ, cho họ cái kỹ năng này, cho họ cái kiến thức này, cho họ cái sự hiểu biết này, cho họ cái thông tin này, được chưa? Đấy, thì ở dưới này ấy, thì những cái khóa học ví dụ như là làm sao để chạy quảng cáo Facebook đấy, hoặc là những khóa học liên quan đến gọi là email marketing, video marketing, đấy nó là kỹ năng gì ạ, nó mang tính chất là kỹ năng hay là kiến thức, thì làm sao ạ, rất nhiều người thích học, rất nhiều người sẵn sàng tham gia học đấy. Cho nên nếu mà mình muốn đào tạo số đông thì đào tạo ở tầng kiến thức, tầng hiểu biết, tầng thông tin, tầng kỹ năng thì mọi người rất là gì ạ, rất là thích học. Nhưng mà đào tạo ở tầng cao ấy thì chỉ một số người thích thôi. Bởi vì sao ạ, càng lên cao thì số người mà hiểu được càng ít, và khi không hiểu được thì làm sao ạ, nó đóng não không nghe nữa đấy. Đấy, cho nên là gì ạ, muốn đào tạo từ thấp đến cao thì bắt đầu từ những cái gì ạ, những cái thông tin cơ bản liên quan đến môi trường trước, sau bắt đầu gì ạ, lên dần, đúng không ạ? Thì đây là những cái thứ mà gì ạ, khách hàng cần hay là người nghe cần, học viên cần. Đấy, việc của chúng ta đó là gì ạ, đào tạo để tạo ra sự thay đổi của những cái thứ này đó. Và Huy thì có thể đào tạo hết tất cả từ thấp đến cao, từ cao đến thấp đó. Và anh chị em cũng vậy, nếu mà mình muốn thực sự muốn trở thành nhà đào tạo thì mình cũng phải học hết tất cả điều này. Mình có thể đào tạo được what, nó là cái gì, mình phải có kiến thức. Mình đào tạo là how to, mình phải là chuyên gia, được chưa? Nếu mà để đào tạo tầng why, tức là mình phải có niềm tin, mình phải có giá trị, thì mình cũng đào tạo được phần why, đúng không ạ? Và nếu muốn đào tạo phần who thì mình phải là người định vị được bản thân mình trước, mình là ai, tôi là ai, được chưa? Và đặc biệt muốn đào tạo phần sứ mệnh thì mình phải tìm ra được cái sứ mệnh của mình trước. Ok không anh chị em nha? Thì đó là gì ạ, đó là những thứ mà anh chị em sẽ được học và sẽ được đào tạo ở trong cái lớp chuyên gia đào tạo này, để anh chị em có thể hiểu được những cái cơ bản nhất. Còn sau này anh chị em muốn trở thành những người đào tạo sâu hơn thì không cách nào khác là anh chị em phải gì ạ, phải chủ động thôi, đúng không ạ? Ok nhé. Thì đấy là một vài cái tư duy trong cái việc đào tạo. Và chúng ta sẽ có những cái bài tập về nhà, đúng không ạ? Cái bài tập về nhà đầu tiên ấy, đó là tất cả anh chị em chúng ta sẽ quay một cái video ngắn dưới 1 phút. Quay video ngắn dưới 1 phút để làm gì ạ? Để chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay, chia sẻ về gì ạ, những cái kiến thức mà mình học được ngày hôm nay, chia sẻ về cái cảm xúc của mình học được ngày hôm nay, đúng không ạ? Chia sẻ về cái kỹ năng hay là cái tư duy về đào tạo là gì, đúng không ạ? Trong vòng 1 phút anh em phải chia sẻ những cái cảm xúc hay là những cái gì ạ, những cái kiến thức mà anh chị em học được ngày hôm nay. Bao nhiêu anh chị em làm được cái điều này comment tôi. Comment tôi nếu anh chị em cam kết làm việc này. Rồi. Ok không ạ? Thì ok nha. Còn thời gian thì chúng ta hãy làm cái việc như này.
Đợi Huy một chút. Alo. 15 phút nữa, 15 phút nữa anh xuống, anh đang bận đi. Hãy ghi bài tập xuống và tôi sẽ gửi cái bài tập lên nhóm chuyên gia đào tạo K2. Ok. Thời hạn nộp là trong hôm nay. Trong hôm nay, trước 12 giờ đêm. Ok nhé. Tốt nhất là làm luôn. Tốt nhất làm luôn. Bây giờ mình đang cảm xúc làm luôn. Được không? Dạ. Đấy, thì để mà làm được ấy thì việc đầu tiên ấy là mình phải viết ra những cái gạch đầu dòng, những cái kiến thức mà mình học được ngày hôm nay. Được chưa? Sau đó là mình chia sẻ những cái bài học của mình. Được chưa? Và để mà chúng ta có thể làm được thì Huy sẽ có một cái hết giờ chứ nhỉ? Bình thường là mình học đến mấy giờ nhỉ? 11 rưỡi, 12 giờ. Anh chị em muốn học đến 11 giờ hay 12 giờ? Trần Phương, 12 giờ. Okay. Dạ, ở đây thì cũng tùy vào thời lượng thì 2 tiếng, từ 9 rưỡi cho đến 11 rưỡi. Ok. Thế thì bây giờ nhanh nhá. Bây giờ anh chị em chúng ta là bắt đầu này. Bắt đầu anh chị em chúng ta sẽ đứng lên chia sẻ. Giống như là cái phòng Zoom gà gáy ấy, là cuối chương trình ấy, là chúng ta sẽ đứng lên chia sẻ là ngày hôm nay tôi nhận được cái bài học gì, cái giá trị gì. Thì đôi khi chúng ta cũng không cần phải chia sẻ hết lại tất cả các bài học mà chúng ta học được đâu, bởi vì nó rất là dài. Nếu mà một bài nộp bài là bằng video ở trong nhóm chuyên gia đào tạo K2, ai mà chưa vào trong nhóm đấy thì hỏi tuyến trên của mình để vào nhé, hỏi cái người mà chia sẻ cho mình cái Zoom này để mà vào. Được chưa? Ai chưa vào thì giơ tay để cho những người khác biết. Liên hệ với cả Trần Phương, với cả bạn Phạm Hằng, Trần Phương Phạm Hằng để mà được vào cái nhóm đấy, được không ạ? Chưa kết bạn thì kết bạn nhanh đi. Ok nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta chia sẻ về cái cảm nhận cũng như là cái bài học ngày hôm nay. Thì cách mô típ hay là cái công thức là như này. Đầu tiên mình đứng lên mình chia sẻ là xin chào, tôi là Huy. Ngày hôm nay tôi học được bài học này. Tôi cảm thấy điều này và tôi rút ra cái hành động là như này. Đấy, và cảm ơn người này, người kia. Ok không ạ? Nguyên tắc là nó chỉ đơn giản này. Đầu tiên là giới thiệu tôi tên là gì đấy. Tôi là Nguyễn Quang Huy, đang ở Hà Nội, ví dụ thế. Lúc giới thiệu tên và giới thiệu bản thân mình ấy, nó chỉ trong vòng 2 giây thôi là giới thiệu tên mình. Tiếp theo đó là ngày hôm nay, tôi học được cái bài học này, tôi cảm thấy rất là giá trị. Tôi thấy học được cái bài học đó là gì ạ? Cái tư duy ở trong tư duy số mấy ở trong gì ạ? Trong cái việc đào tạo này. Đấy. Và tôi cảm thấy như thế nào đấy? Tôi cảm thấy rằng cái tư duy đấy rất là đúng và rất là cần thiết cho công việc, cho cuộc sống của tôi. Và tôi thấy rằng là tôi phải áp dụng nó vào trong cuộc sống. Và tôi sẽ áp dụng nó trong cuộc sống như nào, tôi sẽ cam kết, tôi sẽ hành động như thế nào. Được chưa ạ? Tôi sẽ cam kết là tôi sẽ hành động từ ngày hôm nay. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ quay video, tôi sẽ tuân thủ, tôi sẽ nghiêm túc. Và tôi sẽ trở thành một chuyên gia đào tạo để mà gì ạ? Để mà giúp cho nhiều người hơn ở ngoài kia, để giúp cho con cái tôi phát triển, để giúp cho đội nhóm tôi phát triển, để giúp cho chính bản thân tôi phát triển. Đấy. Và cảm ơn anh Quang Huy, cảm ơn ekip, cảm ơn MC, ví dụ thế. Thì đấy là cái mô típ của cái phần phát biểu mà đúng hay. Có rất nhiều người đứng lên phát biểu thì nói lan man trong đầu này gì ạ? Nói ra những cái thứ mà nó chẳng liên quan đến bài học. Thì đấy không phải là một cái bài phát biểu đúng. Và ngày hôm nay chúng ta học cách phát biểu thì nó có mấy phần, đấy ạ, mấy phần. Phần thứ nhất đấy là gì ạ? Giới thiệu tên tuổi, nơi sống, đấy ạ. Cái phần thứ hai đó là gì ạ? Nói về bài học ngày hôm nay học được điều gì, nhận được điều gì. Ngày thứ ba nói về cảm xúc của mình. Ngày thứ tư nói về cái gì ạ? Cái cam kết hành động của mình. Cái thứ năm đấy là gì ạ? Biết ơn hay là cảm ơn cái ai đó đã cho mình cái điều gì đó, được không ạ? Ok nhé. Tất cả chỉ trong vòng 1 phút thôi, đừng nói lan man, đừng nói nhiều. Ok không ạ? Hết 1 phút admin tắt mic. Ok không? Đấy. Rồi.
ai gọi là chuyên gia đào tạo là comment tôi phát là để là được gọi nào. À, Hương Ngát này, Cao Ngọc Tú này, comment đi anh chị em, cứ comment đi, cứ ai comment trước thì đứng lên phát biểu trước, ai comment sau thì phát biểu sau, ai không comment thì khỏi phát biểu, mà không phát biểu ấy thì không hoàn thành được khóa học này đâu. Anh chị em hoàn thành khóa học này nhá. Huy xin chia sẻ với anh chị em này là có được bằng tốt nghiệp chứng nhận đàng hoàng, được chưa? Đấy, anh chị em thấy chưa? Đấy, có bằng tốt nghiệp đàng hoàng, có ảnh đàng hoàng, thấy chưa? Đấy, được chưa? Đúng đùa. Đấy, cho nên là gì ạ? Không đứng lên ấy là không bao giờ tốt nghiệp được đâu. Ui rồi thì 12 giờ không xong rồi. Nhiều này.